đeo nè, 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 đây đeo bớt con chó rồi, chịu gì đó trời ơi là trời, con người nó bay con chó, đừng sao, không biết sao gì hả? Vì sao à, thôi đi, người ta xin lỗi mình thôi đi, người nào làm người đó chịu, thôi đi, không có biết gì đâu, vậy nghe lời tôi sao? Không quá một con đi nhờ, tôi nhờ công đồng mạng với các cấp chính quyền ở ngoài đây nè, nè. Thôi đi. Tại đi bây giờ bà nói ổng cũng có biết cái gì đâu, tại ổng đi. Nhưng mà như tôi nói sự thật á, bên thương gia nếu mà anh thương á, tôi thấy dằn vặt gì á, thì lúc đó nói bây giờ xe đi về bên đập mẹ vậy thôi, bây giờ con không tiền á, bố mẹ kêu con hai tiền. Nói thật cái dẫn đến sự việc chị Giao ngày hôm nay là dung túng và sự bao che của chú rất là lớn. Nó thẳng là vậy. Không có lần nói lại, cũng có sao nói với bố là hôm đó là làm Tết nhưng mà em không nhớ là bữa mấy Tết. Em không có nhớ chính xác. Rồi xong em còn sao nói đó, bố ơi, vậy thôi giờ con không vay được, nó bố cho con vay 2 triệu rưỡi để con bắt vé con về. Rồi nếu như em nhớ không nhầm là trước Tết sao đó, trước Tết đến hôm sao á. Em cũng có sao, có nói chuyện với bố mẹ là muốn xin là bố mẹ cho con vay 2 triệu rưỡi để con bắt xe, bắt lấy xe, bắt tàu bay con về. Tại vì đó là vé là Tết đó là nó lên rất là đắt. Đó nên là con có sang con xin bố, nhưng mà thật sự là bố nói là giờ là bố không có tiền. Bây giờ mày gọi điện cho bố mẹ mày đi, để cho bố mẹ mày gửi tiền ra để bắt vé tàu bay cho tụi mày về. Đúng rồi chứ. Đó, mới nói là em cũng có sang, có nói chuyện, cái này là bố mẹ em đây, em không có nói sai. Em cũng có qua, em cũng có nói bố là cho em vay tiền đi để em về, xong về tới đây em gửi tiền cho em trả. Nhưng mà lúc đó thì bố nói là bố không có tiền. Nói chung là bé Giao á, nó làm dâu ngoài đó, nó đã coi như là xa quê hương, nó có một thân một mình ngoài đó. Đúng là tư cách ở người lớn á, con nói thật với chú á, cô với chú thương nó không hết, anh em của thằng Luân thương nó không hết. Khi bị sự việc như vậy á, thứ nhất là răng đeo, can ngăn, bị dùng biện pháp mạnh mọi cách không được nữa, thì chú phải tìm cách cho con bé này vô đi, cho thằng kia khi nào nó tu tâm dưỡng tính á, khi nào cảm thấy thích hợp tụi nó ở lại thì ở lại. Còn đằng này chú dung túng rất là lớn. Đó, nó không có tiền nó đi về xe với chú cũng bằng mọi giá chú không tìm được vé xe cho nó vô. Mỗi lúc là em có qua gặp, có em có qua em nói chuyện để xin tiền về quê. Dạ có em không cho em nó có bộ rồi thực ra ngày đó tôi không còn có xin mà chú không cho em qua em mượn chứ em không có xin tôi bộ em qua chú lúc đó chú không có tiền chứ gì luôn tôi bộ không có thì bây giờ con điện cho bố con rồi ngày hôm nay thành công về chú đem 5 triệu đồng là vô chú cho cháu Giao là đắp vô những cái vết thương lòng đúng không, đúng không? 5 triệu đồng để em nó vừa nữa bồi dưỡng sau lúc mà em cần tiền về xe cho chú không lo cho em về xe về lúc phân bổ đó chú đâu có muốn cho cháu nó đây là bữa là cái bữa tết thì đúng là hết không có chú đâu có muốn cho cháu nó thoát ra cái bổ mờ như vậy đâu bởi vì chú đâu cho lúc đó xin ngay ngày tết không còn thật không còn cái gì ra được con nói chuyện với bác là mẹ cái con mình có lúc đó là em có sang là em tin là em hỏi là em hỏi cả bố lẫn mẹ luôn là cho con vay tiền cho con vay 2 triệu rưỡi để con bắt vay đó chứ không phải xin đó rồi nhưng mà không vé tàu bay á là để con đi về chứ để ngày tới đó là vé đặt lên cho con đắt con chú giết người ta đó chú mới để vậy chứ làm sao ra thương thích kể đó mà chú không biết làm biết thì sao mà ở gần bên nữa chứ phải ở xa phải con mình hành hạ con người ta tới đó mà nó không biết dặn nữa người dân đi nữa người ta thấy cái gì đừng đau lòng đừng có con với dâu tôi ở tuốt kia tôi còn chạy sao không đau lòng hành hạ mà ở thành thể cũng như nhìn cái mặt con không ra người ta nó giống con mèo không đúng sắc mà thôi bây giờ sắc mà thiêu cho đỏ lên rồi dâm chết như vậy đó con người ta nghĩ là không cho con giao chuyện giao gì là cha con chết nó không có rồi Tôi nói thì con gái rồi đi ngoài đại dương đón con về đây chứ không có đi về ngoài sống ngoài rồi em không trả dạ, cái đó là cái quyết định của em Giao nó là như vậy rồi thì theo xã hội này chịu nếu đúng ra bữa nay chú vào đây chú ôm theo cái đứa cháu nội của chú vào trong này để chi để cho nó cái sự việc nó nhẹ lòng nhau hơn là mới đúng an ủi mẹ nó gì mẹ với con làm sao mà xa cách nhau được cái bộ hai dứt thì không biết lát ở
xích bên bây giờ còn rước gì là rước gì giết con ta hay gì. Mấy mẹ ôm cháu nội về để giao cho nó nuôi đi. Để nó sống có những cái loài. Còn cái chuyện sự việc lúc đó là sự việc nó sai tới đâu để pháp luật giải quyết tới đó. Còn đằng này chú vẫn muốn níu kéo con dao ngoài ngồi đó để làm cái gì? Để cho vợ chồng nó bàn bạc với nhau. Quay về đó cháu còn thấy là không có lượng bạc bạc đâu thì bác cũng phải tạo điều kiện lựa không ấy thì bác cũng lấy lại cái số con da hay nói mày đọc số cha mẹ mày đi rồi cho ba bác nói chuyện với gia đình rồi anh em con không thấy được không nhưng mà mỗi lần là vậy là coi như là gồ luôn có mỗi chuyện xảy ra mà trong gia đình đây mà còn hiểu nhầm em nữa mà mãi này kia nữa chú đem về đặng cho là con chú khỏi tội chứ nếu chú thương yêu thì đúng rồi đúng rồi cháu chú vô đây chú giao nó con chú ác độc cái đó nuôi đứa trẻ lên như thế nào giáo dục như thế nào còn mấy ngày nói là ổng tiền mà nó gần một chị em gần đèn mà sao nó nói lương theo cha nó bị xã hội này chịu nổi cho tao có số điện thoại nhưng tao điện về anh chị là anh chị gửi tiền ra cho mày có tiền không gửi tiền nhà cho nó đi còn cũng như thằng Lân điện hay thằng nhỏ này điện tôi không tin nữa cũng không tin đó thà là anh nói với Giao đi con à con cho bố số điện thoại bố vô anh với chị lần này là hoàn cảnh con lên chị nè bây giờ ba mà bố mà gọi cho ba con gửi tiền cho con về chỉ thế đó thì đó đúng cái đó là anh Thương Giao lát lát hả còn cái này được anh nói anh Thương Một Giao nhưng mà Thương bằng cái miệng ha nhưng mà con á nó đâu phải nó xin nó là gì nó dây nó dây tiền anh nó dây là nó dây rồi mà báo cáo này là tất cả nghe là nhiêu đây nói xưa mà khi ở ngoài nó bị trừng trị ngoài rồi vô đây là bộ nói rằng gì gỡ tội cho con ổng ổng sự phật đạo đức ổng có thì ngại nhỏ không có chuyện có thì hỏi chứ hồi đó giờ một năm mấy hai năm nay nếu mà người có lương tâm là không có đất tội đó gì mình làm cha làm mẹ mà mình có lương tâm là con dâu mình nó là không có đất tội gì đâu nát mặt nát mày cho mà sao không thấy ở gần bên rồi bây giờ đó, nó cái cầu thang lên nè mà nó gỡ cái bột trắng trắng lên nó quýnh tập giò tập tay vậy nó quýnh ta nó đầu gấu gì sưng đó nó quýnh một cái cục sắt lên chịu nổi không còn hơn là hồi xưa mà tù chính trị hồi xưa không có bây giờ thí dụ như chú chính trị hồi xưa đâu có mà như chú ơi chú ơi như chú ơi chú bây giờ chú nếu nó quá trời chừng tới nay cộng sinh rồi thì dở lên chân lên cho cha ăn coi cái đó lên nè mấy giờ nhận người ta này người ta chân sụt cú lên ai gần tuổi hả thằng tài nhất chứ bà chú đã nói chú coi đưa chân ra giờ chú coi chân ra chú là thấy cái lưng mà có cái dao chưa chú là thấy cái lưng cái bàn đùi người ta có hôm nay là sưng rồi đó chú cứ thấy là có chân rồi cái lưng thôi đó chú mở mắt tự ra chú nhìn đi vậy thôi ông còn thêm hai cái chú đi hết trơn á chú tự nhìn được có là một người phụ nữ đang mang thai mà đi ra anh ở sẵn trong nhà đó nếu muốn ra tôi nói thiệt với anh ha tôi là bà nhà chồng ông nhà chồng thế mà tôi thấy con dâu tôi bị cạo đầu đó là tôi thấy nổi lý do làm sao con cạo đầu á mặt mày không còn gì cho mà nói anh không biết là tôi không cạo tất nhiên là ai đau lòng rồi mà tôi hỏi cháu một cũng có gì đâu mà không có cái
giờ người nói người nghe đi, đừng có nói đồng quá không ai nghe được. Nhưng mà cái bác đội nó là cha chồng của chị Giao của chúng chị. Cái bác đội nó là cha chồng. Bây giờ có cách này thì giải quyết tốt nhất là chú về ngoại, chú kêu con chú ra công an đầu thú đi. Đó. Cho pháp lực trừng trị đó. Chứ đừng có trốn gì hết trơn á. Vậy là anh Lưng về 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 quê rồi hả chú? Ừ. Lưng về ngoại hôm qua rồi, công an làm việc rồi. Vậy là về rồi ha. Công an về hôm qua rồi. Nó có đi đâu đâu. Có mặt ở ngoài Hải Dương hôm qua rồi, công an cũng có làm việc rồi đó rồi. Ở ngoại cũng có gửi giấy về đây để triệu tập em Giao về ngoại để làm việc rồi. Vâng. Ý của chị Giao sao? Có tha thứ mà là mình quyết tới cùng luôn. Không, em quyết tới cùng luôn, em không về đâu. Nếu mà giờ về ngoại mà là theo lời triệu tập, với lại em xin nãy em cũng có xin bố rồi là em gì đó em đón con em. Với lại em về đó theo lời triệu tập của chính quyền địa phương hồi đó, công an hồi đó. Với lại em xin được phép ly hôn. Tại nãy em có xin bố rồi. Rồi thôi, giờ vấn đề này anh nói với Giao là để quyết định cái cho rồi nè. Dạ. Bây giờ số tiền 5 triệu đồng này của cha của Lương đó. Em xin lỗi lại cho cô Lương đó. Không có, ở đây đâu có nhãn, có nghĩa là cân nhận tiền cũng đưa lại. Em không xin gửi lại cho bố. Chú nhận đi, cháu nhận rồi. Con xin gửi lại cho bố. Chú đi, chú đi. Chú để lại đây, cũng không ai nhận đâu. Chú đi, chú bỏ túi đi, chú bỏ túi đi, chú bỏ túi đi. Đó, gia đình quyết định như vậy rồi, giờ chú để lại. Gia đình tôi có thể lo cho con được. Tiền của anh em vô bao nhiêu mà không đủ với thương đâu, anh em về lo cho cháu không ai uống sữa. Thì ở đây không nhận tiền. Ở đây không nhận tiền anh đâu. Tôi chồng lại. Không, bố cho con lại. Không, con nhận bánh lòng. Không có nhận tiền. Dạ không, cái này là con nhận tấm lòng của bố thôi chứ con không có nhận tiền. Đúng rồi. Để rồi chú cứ cắt tiền đi. Dạ không, con không nhận. Con chứ là chỉ nhận tấm lòng của bố là bố giao này con nhận thôi. Chứ mấy nè, người ta thương xót người ta còn đem lại để cho sữa cho này uống bầu Không, như bác mà sát một bên mà nhà cửa mà con cái đó là thằng thời cái gì mà bác vô tâm mà không thấy đợi chừng nào mà chết người là mới có gì. Ý bác là đợi chừng nào chết là tôi không ngoại. Rồi tôi cũng báo công an đến rồi, cái công an đến thì giao bộ không có gì đâu. Các anh ạ, người ta đi về chứ không biết cách làm ăn của ba cái nhà. Không phải gì anh, mà anh nói anh không thấy là đúng không? Con cả cái đạo đường mạng nghề đó, con mới nhắc gì là anh không thấy ra mạng nghề anh đến tới luôn giúp nhà. Ba cái nhà. Mà anh nói anh không thấy là sao? Con tôi liền lý do sao nào đâu? Đi vô đi ra trong nhà anh thấy biết. Chứ có đâu là anh không biết, anh nói là anh không biết ở đây là không dám nhận. Lỗi phải á, thì ở đây người ta không có bắt lỗi, nhưng mà anh nói cái tiếng nói là anh không biết vậy chứ con cạo đầu là lý do sao anh phải hỏi tại sao mày cạo đầu. Xin lỗi bà nói xong như tôi nói. Mẹ mà nó bị cạo đầu mà anh em làm việc cho em việc rồi. Anh không biết. Tôi đã hỏi cháu bộ không có gì cả. Anh có nhưng mà nó cạo đầu anh phải thấy chứ. Công an đến thì công an hỏi. Nó cạo đầu anh phải thấy chứ. Cái giao bộ không có gì cả. Sao lúc công an đến là mình không nói luôn chị Giao. Sao anh nói trong khi đó
người người ta đi về. Thế thì bây giờ thì bố tôi không hỏi không bỏ thì đó là đúng không? Chị Giao nói là anh Linh kề dao vô cổ chị Giao. Bố tôi không bỏ pháp luật. Bố tôi giờ ổng không nói chuyện gì hết. Bố tôi nghĩ ổng bây giờ thì ổng sắp xếp cho Giao điện thoại Giao con nhỏ ra cho con Giao lên về đây thôi. Cái chiêu đó là cũng tốt rồi, không cần tiền bạc gì hết. Muốn về ngoại cũng sắp xếp Giao nó đi về ngoại công an triệu tập nó cứ đi về ngoại chú bồng đứa bé con Giao cho Giao về đây nó nuôi. Để cho mẹ con về đây nuôi Giao với lại thì chú con về đây được an toàn. Đó là chú tốt, chú tốt rồi. Khỏi làm cái gì, khỏi nói cái chuyện gì nữa hết trơn. Ở tại đây ở với cháu thôi mà dám nói con quan là con quan chỗ nào? Đây em nói với mọi người nghe đây, cô không phải là gia đình, cô là chỉ là cũng như là mạnh thường quân đó, người ta thấy người ta còn bức xúc, người ta còn đến đây để người ta mà nói như vậy. Nó bác tự kỷ, bác là người trong gia đình, bác nghĩ như thế nào? Em gái bây giờ nói chung là gia đình và những người thân cho xin xin phép nói một lời như thế này với chú. Chú bỏ túi đi, chú đừng có làm như vậy, bắt câu rồi hãy tới đây luôn nữa. Cái nào của mày? Này nè, chú bỏ túi đi, này, chú đừng có làm cái vấn đề tiền bạc này mà để tới lui hoài, chú giữ tiền đó. Nói chung là chú làm cái con đừng nói nữa, để cho chú ông Thắp Hương bên Vũ Quyền, bên dòng họ của em Giao xong rồi đứng về. Bà con mình có thể không làm được. Ông kia là anh hai của ông Lâm này, lát không dán không? Đây là đây là này. Chung né rồi chụp hình rồi. Vậy bắt xe cho ông đi, taxi về bến xe đi. Sao giờ còn về? Và chú về giữ sức khỏe cho chú nha. Thường thường có cái câu tính nào tập đó mà chú không mà sửa được. Thân bản tính. Chú về đổi bản tính. Chú về sức khỏe nha. Rồi à, gửi đêm ăn. Rồi, con ăn đi cho. Dạ không, bác cứ ăn cơm rồi. Cảm ơn. Ông đâu, có tay ông cái bà đâu. Ông bà đâu. Ông bà vô cơm hay gì rồi? Ông bà đang vô cơm cho ông ăn gà. Vô cơm mà sao á?
ở trên khu chay. Má trời con dạy cái mang thiệt chứ. Đúng rồi đó. Thế con là con nghiệp ổng. Cứ già cứ lắng rồi. Con làm mà giờ mới vô đây nè. Bây giờ là để trung tâm được cái quyền giải quyết đi, cái hộ gia đình này không có quyền. Bây giờ là để có quyền để cái pháp luật được kỳ nó đi. Vâng, là nhờ ông bà tạo điều kiện cho cháu và cho tôi xin tôi cảm ơn là của những người đã tạo cho chúng tôi ngoài, bởi vì các cháu nó còn ở sau đằng kia, con cái của con nuôi hoặc là chúng tôi đông đảo chứ không phải nhất một lần. Thì tôi tất cả tôi lại ông và lại các cụ tổ đấy, thì tôi xin phép ông bà mấy dân đảng chúng tôi tạo điều kiện cho cháu cái thằng đó mình. Đấy, sai sao thì để bắt đầu xử lý chú ơi. Thế còn ngày gần đây nếu mà có gì chăng nữa là rời bỏ sống tôi mạnh khỏe, tôi xin lỗi ông bà mấy các anh nhẹ em làm việc. Thì tôi xin ông, thì ông tạo điều kiện giúp đỡ. Nhưng không may thì cháu nó có xảy ra cái gì đó. Tôi nghĩ là chẳng lẽ với thằng là một người thì là vô thì trước mắt tôi thấp hơn các cụ, tôi xin các cụ rồi, lọc cho các cháu rồi. Thứ hai là xin lỗi ông bà, thứ ba là gia đình, thứ tư nữa cũng là điều đầu tiên anh em làm được là xin lỗi hết chị em làm được. Anh em tạo điều kiện cho tôi xin cho em. Nó tội nó và con nó. Tôi giờ đi ra lại hết đời nó sang đời kia, chứ không phải đến một đời hai đời. Anh nó bắt con rồi. Ông bà ngoại, ông bà nhớ nhớ nè. Phải không? Phải không? Vâng, cảm ơn ông ạ. Chào bà, chào các cụ, chào anh em làm việc, chị em làm việc nhé. Chào các cháu. Bác về nhớ khuyên anh Lưng ra nhận đi nha. Chú về chú nhớ là tạo điều kiện là đưa gửi cháu vào đây cho chị giao dùm nha chú. Được thì gửi giấy tờ cho chị vô đây luôn chú. Quá không cái đôi giày để tôi xin cái gì vậy? Không để tôi cầm cho nó bị nhung ấy. Cho vô nghỉ ngơi. Để già rồi ra vô nha, bị mặt phải. Là chú thì thôi.